Đó chính là đây, đó chính là em này, là cái em để điện thoại, tức là để live stream ba ba kẹp nha. Đó, tức là mình có ba cái điện thoại mình live stream thì mình có thể dùng em này. Đó, đầu tiên nó sẽ là một cái đế. Ở đây cái đế này mình thấy là bên trong nó sẽ là kiểu là đựng đựng cát ấy mọi người, để cho nó nặng đấy, cho nó nặng đấy, đây rất là nặng luôn đấy, để nó giữ cố định được. Rồi, còn những cái phụ kiện gì mình sẽ hết rồi. Ô, rất là nhiều phụ kiện này, không biết là lắp như nào đây. Mình nghĩ là đây chắc là phần này là phần gì đây? Ở đây, đây cái phần này là mình có thể điều chỉnh được cao thấp này. Đấy, còn cái ống này là mình xoay vào. Đó, chắc chắn. Ok, chắc chắn nha mọi người. Tiếp theo là cái gì đây ta? Cái này nhìn cái hình này của họ xem nào. Xem có lắp được nổi không? Đầu tiên là ngang ngang à? Chưa hiểu cái cách lắp nó sẽ như thế nào lên mọi người. Cái này mình nghĩ là cái giữa này. Cái này sẽ là cái giữa nha mọi người. Cái này nó sẽ là cái giữa. Cái này sẽ lẽ vào đây. À không, cái này vào đây nha. Đó, này vào đây. Đúng rồi. Đó, lắp được nha. Đó. Đây, đúng rồi, đúng là cái này rồi. Nó nhìn hình giống như là người, hình hình nhân thế mạng nha mọi người. Nào, tiếp theo. À, hai cái này vào đây nha mọi người. Đó, hai cái này vào đây. Đó, sẽ cho cái này vào đây trước. Lắp được cái này. Đó, rồi sẽ cố định cái này. Đây. Mình sẽ làm tương tự với cả cái này. Đó, che. Xem, tiếp theo. Ôi, đây. Đó, cái thằng này thì đây, tiền 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 đã xong. Đây mình sẽ để ba cái điện thoại livestream ở đây, em này có thể xoay 360 độ. Đó. Đây nha mọi người, lên cao xuống thấp đều được. Đó. Lên cao xuống thấp đều được rồi. Đó, mình sẽ để ba cái điện thoại. Ví dụ như là mình một cái ở đây đúng không? Một cái ở đây. Đó. Nhưng mình có một cái ở đây, mình có hai cái ở đây, hai cái mình sẽ quay ngang ra. Đấy, hai cái quay ngang ra như này. Đó. Đấy, ví dụ như là cái điện thoại này. Mình sẽ có ba cái. Đó, hai cái ở đây, hai cái ở đây. Một cái thì mình có thể là bật nhạc này, hay là hai cái mình livestream ở đây. Đó. Mình thấy khá là hay nha mọi người.